những nhầm tưởng về camera trên smartphone, nhiều người mắc phải. Không phải cứ nhiều camera, số chấm khủng là ô tô chụp đẹp đâu. Đây là lầm tưởng của nhiều người khi chọn mua điện thoại để chụp ảnh. Độ phân giải lớn hơn thì ô tô chụp đẹp hơn. Độ phân giải lớn nhất của camera trên điện thoại là 108 megapixel trên Mi Note 10 Pro hay S20 Ultra. Còn 64 megapixel hay 48 megapixel thì rất phổ biến ở phân khúc tầm trung hay giá rẻ. Theo lý thuyết, camera độ phân giải lớn hơn cũng sẽ giúp chụp ảnh đẹp hơn. Vì nếu không đẹp hơn, thì đã chẳng có cuộc đua bất tận về camera trên smartphone suốt một thập kỷ qua. Tuy nhiên, không phải lúc nào độ phân giải lớn hơn cũng chụp đẹp hơn. Điều này đã được chứng minh khi iPhone, Samsung S10, Google Pixel 3 chỉ sử dụng độ phân giải 12 megapixel hoặc 16 megapixel cũng đánh bại độ phân giải 48 megapixel của nhiều hãng khác. Xét một cách thực tế, số chấm mb trong nhiếp ảnh nói chung chỉ nói lên việc máy có thể chụp ra được ảnh lớn như thế nào quay trở lại với những chiếc điện thoại 108 megapixel sẽ thấy nếu so về độ phân giải thì các smartphone sẽ chẳng kém bất kể một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp nào nhưng thực ra kích thước cảm biến 108 megapixel trên điện thoại chỉ là trò trẻ con nếu so với cảm biến của các máy ảnh chuyên nghiệp trong bài toán này số mb chẳng là gì thực tế kích thước cảm biến mới là một trong những thông số quyết định chất lượng ảnh chụp. Vì thế, không ngạc nhiên khi những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp có giá rất đắt đỏ. Đơn cử như chiếc Hasselblad là dạng máy ảnh có kích thước cảm biến medium format, cao hơn nhiều so với kích thước full frames. Chiếc máy này có độ phân giải là 100 megapixel và giá bán tới 40.000 đô la Mỹ. Nhiều camera hơn thì chụp đẹp hơn. Về lý thuyết thì điều này cũng đúng nhưng chưa đủ. Lý do là dù có nhiều camera tới đâu, thì điện thoại cũng sẽ chỉ sử dụng một cảm biến chính. Còn các camera khác là cảm biến phụ. Hiện tại, xu thế điện thoại sử dụng 4 camera đang rất phổ biến. Trong hệ thống này sẽ bao gồm thường là một cảm biến chính, góc rộng, một cảm biến gốc siêu rộng, một cảm biến chụp cận cảnh, macro và một cảm biến đo chiều sâu, hỗ trợ chụp xóa phông. Như vậy, khi cần chụp cận cảnh hay chụp siêu rộng, smartphone sẽ kích hoạt các camera macro hoặc camera siêu rộng còn nếu không có các camera này chúng ta sẽ phải sử dụng camera chính để thực thi tất nhiên lúc này sẽ cần nhiều thời gian để căn chỉnh hơn thay vì bấm phát ăn liền như khi sử dụng các camera chuyên dụng có ai thần thánh là đủ cân kèo hệ thống smartphone hiện tại đều đang sử dụng ai để hỗ trợ công nghệ camera vì thế smartphone của bạn chụp ảnh đẹp hay không phụ thuộc nhiều vào ai hơn là số lượng camera trong khi đó sự thông minh của ai lại phụ thuộc vào con chip được trang bị hoặc sứ mệnh mà nhà sản xuất gửi gắm vào. iPhone là một ví dụ rõ nhất. Các thế hệ iPhone thường trang bị ít camera hơn hẳn đối thủ, nhưng chất lượng ảnh thì không thua kém, đôi khi còn nhỉnh hơn. Chẳng thế mà Apple rất tự tin tung ra xe 2020 với chỉ duy nhất một camera, trong khi những chiếc điện thoại hơn một triệu còn có camera kép từ lâu rồi. Ai cũng giúp thu hẹp khoảng cách về số chấm trên smartphone. Huawei B40 và B40 Pro là một ví dụ như vậy khi chỉ có camera chính là 50 megapixel, nhưng hiện đang là chiếc smartphone chụp ảnh đẹp nhất thế giới. Mặt khác, ai cũng giúp nâng tầm giá trị camera trên smartphone. Những điểm khác biệt lớn nhất mà chiếc S20 Ultra tạo ra so với các đối thủ với loạt tính năng như Single Tech, Zoom 100X, ghép chứng điểm pixel lại thành một điểm pixel lớn, mang lại những bức ảnh chất lượng cao trong điều kiện ánh sáng yếu đều liên quan tới ai. Dù vậy, ai là hệ thống phần mềm? điều đó có nghĩa nếu phần cứng không đủ tốt thì ai cũng không thể cho ra những bức ảnh hoàn hảo bởi sự thông minh đi kèm không được phát huy tối đa do đó nhiếp ảnh điện toán dù xịn so tới đâu thì vẫn phải dựa vào một phần cứng vững chắc nếu không thì chẳng ai nào có thể giúp được đừng để các tính năng của ai che mờ đi phần cứng với các thông số thực sự của camera trên smartphone